Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ phần mềm ghi đĩa DVD từ nguồn phim mà các bạn đã download từ YouTube về máy của mình. Phần mềm này được gọi là Nero 2016. Vậy chúng ta tìm nó ở đâu? Phần mềm đó nằm ở đâu? Chúng ta đều biết là chúng ta có một người bạn rất là thân, đó là anh Google. Anh Google này tốt bụng đến mức độ là anh ta có thể phục vụ tất cả chúng ta 24/24. Bây giờ các bạn hãy tìm tới anh Google và các bạn sẽ gõ cái tên, ví dụ đây. Tôi đã gõ tải Nero 2016 full crack. Nó đây. Nó là phần thứ hai này, download Nero. Đó. Các bạn nháy vào. Các bạn nháy vào và các bạn download nó về máy của mình. Sau đó ta sẽ cùng nhau cài đặt cái phần Nero này. Tôi đã download về máy và tôi sẽ cùng các bạn cài đặt phần Nero này. Sau đó cài đặt xong, ta sẽ thử nghiệm, ta lấy một cái file đã được download về máy, đã được tải về máy của mình và chuyển thẳng nó sang DVD để cho bất kỳ một đầu đĩa thông thường nào của DVD cũng sẽ đọc được. Bạn chọn được những bộ phim hay, bạn chọn được những chương trình ca nhạc ưng ý bạn muốn lưu lại trên đĩa DVD hoặc bạn muốn tặng cho người thân, thì đó là một điều quá đơn giản. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Tôi đã tải phần Nero này về máy và tôi xin mở My Computer. Tôi xin mở phần cài đặt Nero 2016, tôi đã tải về đây. Tôi xin mở ra. Và chúng ta sẽ mở phần trên này. Đó. Cũng như lần trước tôi nói, tôi được các anh em đồng nghiệp hướng dẫn thế nào thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn như thế. Không vào cái phần setup này. Ta vào cái phần setup ở trên. Ta nháy đúp chuột trái. Đây. Nero. Biểu tượng của Nero. Và máy bắt đầu chạy. Chúng ta cũng lại phải chờ. Chúng ta sẽ cũng lại phải chờ để cho máy làm việc. Bởi vì nếu mà chúng ta cài phần Nero này, có lẽ là nó nặng hơn những cái Nero, ví dụ nặng hơn Nero 7, thì cái thời gian ta cài đặt nó lâu hơn một chút. Xong nó lâu. Vâng. Bây giờ ta vào, nó hỏi có đồng ý không. Ta yes. Đó, nó sẽ xuất hiện một cái bảng. Ta vào chữ Insert này. Insert Instar Instar gì đó, tôi không biết tiếng Anh. Vậy bây giờ chúng ta cũng phải chờ. Đó, nó sẽ hiện lên chữ serial number. Đây, hàng chữ này. Ta next. Bây giờ nó ra cái bảng này. Nero này. Thì bao giờ các bạn cũng phải vào cái escape này. Ta đánh dấu vào chữ escape chỉ hàng trên. Ta next tiếp. Đó. Tôi không hiểu một lý do gì đó, nhưng bạn tôi nói là đánh dấu vào chữ no thank you. Insert. Lại cũng phải chờ. Lại cũng phải chờ. Bởi vì phần mềm này tổng dung lượng của nó là nó gần 1 GB. Còn những cái phần mềm như ví dụ như Nero 7 thì nó chỉ có hơn 300 MB thôi.
cái phần mềm này thì nó cũng đòi hỏi, hình như đòi hỏi một cái cấu hình của máy là tương đối cao. Xong để làm được cái việc đó thì nó lại cho mình một cái hiệu quả rất tốt là mình không cần phải quan tâm gì đến quá nhiều những cái mà điều mọi người thắc mắc và mọi người muốn làm được cái những cái đĩa để mình tặng cho người thân để mình làm kỷ niệm, mà nó có những cái chương trình rất là lý thú ở trên YouTube. Cái phần mềm này nó sẽ đáp ứng cho chúng ta tất cả, đơn giản hóa. Nhưng đương nhiên khi mà cái phần mềm này các bạn cài vào và các bạn, bởi vì nó chuyển hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nó sẽ chuyển từ, ví dụ như là file MP4 ở trên mạng, file MP4 và nó là Full HD là 1920x1080, thì nó phải nén ra một phần mềm, nó vẫn ở trong Nero nhưng mà tự động nó nén ra một phần mềm, nó convert phần mềm đó, và khi nó đốt ra đĩa thì nó sẽ trở về cái định dạng là video MTS hoặc video TS và audio TS. Cái dạng định dạng đó nó phù hợp với tất cả các máy, vậy bây giờ nó báo đầy rồi, nó phù hợp với cả các đĩa DVD bình thường. Tôi nháy vào chữ pin này rồi tôi tắt đi, tắt phần ở trong này nó có cái phần ví dụ như phần crack ấy, thì nó có seria ở đây. Khi mà nó hỏi seria thì các bạn nhớ là phải bôi đen tất, hoặc là ta nháy vào đây ta Ctrl A có nghĩa là bôi đen tất, ta copy ta thả vào cái chỗ mà nó cần đến cái seria này. Thưa các bạn, cái phần mềm này là phần mềm miễn phí, cho nên là khi mà ta làm cái phần mềm này thì ta lại phải có nhiều cái thủ thuật để bẻ khóa, bởi vì nó cũng là một cái phần mềm, nếu nó phải là mình phải mua, nhưng Việt Nam mình võ rất là cao, mình có những cách bẻ khóa mà nó cực kỳ hiệu quả. Hình như cái pad này cũng phải cài đó, là cái pad này. Khi cái pad này bạn xuất hiện như là hai cái thùng rượu này, bạn nháy vào đây, đây pad đây, thì nó ra tôi được anh em hướng dẫn là khi mà nó đã chạy ra đến đây rồi thì tự động máy nó sẽ hiểu. Ta cứ làm tạm thời, ta làm như thế, tắt đi này, tắt chữ ít đi. Rồi ta tắt luôn cả cái trên mạng này đi. Bây giờ cái biểu tượng của Nero 2016 nó đã xuất hiện trên desktop này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở Nero ra. Các bạn nhìn thấy tất cả cái này thông, các bạn nhìn thấy quá nhiều cái phần mềm để cho nó thực hiện cho bạn, nhưng cái phần quan tâm của mình ấy, nó là edit, convert, và cái phần quan tâm của mình là Nero video. Ta nháy chuột trái vào, nó xuất hiện cái bảng màu vàng này. Hai cái trên này ta không quan tâm, ta quan tâm trước kia edit này. Cái này nó ra cái gì? Ta yêu cầu của ta là ra DVD, Blu-ray thì không phải, và AVC HD này cũng phải. Ta vào DVD video. Đây, ta vào cái DVD video. Các bạn nhìn bên phía bên phải có dấu cộng, có ô cửa tròn màu xanh này, thì nó có chữ import. Cái chữ import này nó giống như là cái import của phần mềm làm phim đó, bởi vì nó là phải convert, tức là nó chuyển đổi, sau đó nó mới đốt ra đĩa. Vậy thì bây giờ mình import cái file đó ra này, import file này. Cái file này tôi đã để nằm ở desktop đây, nó giọt nắng bên thềm, open ra. Thế khi nó ra đến đây rồi
Thì các bạn cứ quan sát cho tôi là cái này có lẽ là mình phải đánh và clear là audio, là xin lỗi là automatic. Nó ra đây rồi thì các bạn nhìn thấy nó xuất hiện là cũng có DVD và DVD 9. Cái đó mình không quan tâm, mình chỉ là DVD thôi. Và khi ra đây rồi mình next này. Ta vào next này. Next. Đó. Các bạn thấy xuất hiện chữ giọt nắng bên thềm này thì cái này nó cũng rất hay, nó làm cho mình, nó hỗ trợ cho mình có thể làm chữ, làm nền. Đây, ví dụ đổi nền này. Đó, giọt nắng bên thềm đấy. Cái này chuyển tới đây, kéo này. Tôi nói ví dụ thôi. Hoặc là chuyển sang đây. Không. Ví dụ tôi chấp nhận cái này. Chấp nhận cái này. Và tôi next. Đó. Giọt nắng bên thềm rồi. Đồng ý là như này. Tôi next tiếp. Thế các bạn sẽ xuất hiện cái Nero Video. Bây giờ nó là cái dạng giọt nắng bên thềm Elif Hương MP4. Thời gian là 4 phút 45 giây. Và bây giờ nó mới xuất hiện chữ bơn. Đó. Để tôi xem cái này là gì. Bơn. Không cần quan trọng, ta bơn ở đây luôn. Các bạn sẽ thấy xuất hiện là nó có hai cái thang. Hai thang. Và cái này nó sẽ để cho nó loát à. Nó loát hết cái phần mềm đó và nó sẽ convert cái phần mềm, xin lỗi, cái convert cái chương trình của video giọt nắng bên thềm. Đây, các bạn nhìn thấy nó chuyển động. Và chúng ta phải chờ thôi. Đương nhiên là chúng ta phải chờ. Bởi vì sao? Cái phần mềm này nó cộng thêm cả cái phần convert nữa. Thay vì các bạn phải làm cái phần mềm chuyên nghiệp và phải 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 làm rất nhiều cái mà nó nhiều khê phức tạp, và cũng thì phần mềm này nó đã thỏa mãn cho các bạn, là đơn giản hóa và để ra một sản phẩm để các bạn có những cái đĩa DVD có chương trình hay, có chương trình phim hay, có chương trình ca nhạc ưa thích, các bạn sẽ copy và các bạn sẽ tặng cho người thân. Đấy là một điều rất thú vị. Vậy thì chúng ta cũng phải chờ thôi. Bây giờ máy nó vẫn cứ loạn, nó làm việc. Thì thưa các bạn là tôi cũng nói với các bạn một cái câu chuyện cũng vui vui thôi, câu chuyện để tham khảo thôi. Thực ra tôi đã trao đổi với cả bốn anh em đồng nghiệp. Anh em đồng nghiệp thì họ nhìn những cái này quá đơn giản. Đơn giản bởi vì là họ chỉ cần cho vào cái phần mềm dựng phim thì họ làm được ra DVD ngay, và với cấu hình của máy tương đối mạnh thì làm rất nhanh. Nhưng người ta chỉ nhìn thấy cái hiện đại mà không, người ta không nhìn thấy cái trước mắt. Người ta nhìn cũng giống như là các bạn đi ra biển, các bạn nhìn thấy tất cả phong cảnh, tất cả bờ biển, tất cả những cái đất trời mây sông nước con người bãi cát, nhưng các bạn không nhìn thấy cái kính các bạn đeo trước mắt. Nếu các bạn cận, nếu là một người có tuổi thì đeo kính lão, những người có cận thì đeo kính cận, quên mất rằng trước mắt mình là cái kính chứ không phải trước mắt là những cái gì ghê gớm. Cho nên là những người có nghề họ lại không để ý đến cái điều đơn giản. Và cái điều đơn giản này thì thực sự là tôi lại hỏi một một người bạn mà lại không phải là làm chuyên nghiệp, mà một người bạn giỏi về vi tính. Cho nên là khi tôi hỏi được tôi cũng rất là mừng, mà cái này thì mình nên chia sẻ cho mọi người, tại sao lại cứ phải giữ bí mật. Thì hóa ra là ở trên Google cũng có rất nhiều bài hướng dẫn. Nhưng có lẽ là các bạn coi cái anh Google này không phải thân thiết hay sao? Theo tôi được cái anh này anh tốt bụng. 24 trên 24 phục vụ tất cả con người, không phải ở Việt Nam mà cả trên thế giới nữa. Cho nên là nên kết bạn thân với anh ấy. Tôi nghĩ là từ giờ đến lúc tôi qua đời tôi vẫn cứ thân với thằng thằng cha Google này. Nó có rất nhiều cái hay. Nó rất nhiều cái hợp lý.
có những cái mà mình tưởng rằng nó ghê gớm, nó cao quá đến cái tầm với của mình, đến lúc mình ngã ngửa ra, ô sao nó đơn giản như thế, cũng như cái phần mềm này đơn giản quá, không mất cho tôi công. Ví dụ như là nếu như ném ra đĩa DVD, tôi phải qua phần mềm ném ra nó thành MP2, MP2 xong lại ném ra Encore thì mới qua được, nhiều khê quá. Đây ta cứ thả nó vào tự máy nó làm, có người thì tư vấn cho tôi là qua phần ProSoloon, có người tư vấn là qua phần Convert, Tô tần hay tô tan gì đó, nhưng mà cứ quen miệng của những người gọi là ít hiểu tiếng Anh thì cứ đọc theo cái chữ đó ở trên trên máy vi tính, nhiều lúc là nó sai, các bạn cũng thông cảm. Xin cũng đừng cười những người mà dốt như bọn tôi, nhưng mà dốt gì thì dốt, mình vẫn chia sẻ với nhau được, mình chia sẻ với nhau, tôi cảm thấy phấn khởi, các bạn cũng cảm thấy phấn khởi. Trước khi mình làm cho cả thế giới này phấn khởi thì mình phải phấn khởi trước đã. Đó, bây giờ máy nó vẫn đang chạy, mình phải chờ, mình phải chờ. Còn một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn là ví dụ các bạn đào trên mạng có những cái phần mềm mà nó không chạy được chẳng hạn, đôi lúc như thế các bạn phải mất công một chút, bạn tìm ở ở trang này về phần mềm này nó vẫn thiếu một cái gì đó, thiếu Craftseria, thì các bạn nên tìm ở trang khác. Đôi khi nó làm cho mình mất thời gian, nhưng mà mình phải như thế thì mình mới đạt được cái mục đích yêu cầu của mình. Ồ sao hơi lâu, hơi lâu. Bây giờ nó đang cóp vào máy đây, và vừa rồi là nó phải làm một cái công việc là nó vừa gọi là vừa giã gạo lại vừa bế em, tức là một công đôi việc, nó vừa làm một cái nọ vừa làm cái kia, cho nên thời gian nó sẽ phải lâu hơn là mình cóp của cái Nero 7, và cóp ví dụ từ DVD ra DVD. Đó, bây giờ nó đã đẩy cái đĩa này ra ngoài rồi, đẩy cái đĩa ra ngoài rồi. Vâng, bây giờ nó điện đẩy đĩa ra ngoài rồi, tôi sẽ kiểm tra lại, tôi lại cho cái đĩa chạy vào trong trong ổ để xem cái đĩa của chúng ta vừa xử lý nó sẽ ở định dạng gì. Play. Đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Vậy là tôi đã convert từ một file copy ở trên YouTube. Đó là file MP4 và nó là Full HD 1920x1080 qua phần Nero 2016. Chúng ta đã thành công cái việc convert để cóp ra một chiếc đĩa DVD sử dụng cho đầu DVD bình thường nhất. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành một công việc. Vậy thì phần tiếp tục là các bạn hãy thử nghiệm, và xin chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn nhiều.